chào đón toàn thể quý vị đại biểu, các vị khách quý cũng như toàn thể cổ động viên đã cùng có mặt tại buổi lễ khai mạc vòng 2 giải đua xe mô tô Việt Nam năm 2020 diễn ra tại trường đua Đại Nam của tỉnh Bình Dương trong buổi chiều ngày hôm nay. We'll be right back.
Thank you.